Xin chào các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An. Chúng ta sẽ làm phần 5 la mã ha, phần 5 la mã. Sắp xếp đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi của những bài dưới đây. Chúng ta sẽ được 2 điểm. Về kỹ năng làm bài dạng này thì chúng ta đã học nhiều rồi ha. Ở đây chúng ta sẽ làm trực tiếp. Chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước và chúng ta sẽ scan in, tìm chi tiết và trả lời. Bây giờ chúng ta đọc câu hỏi trước nha. Câu số 1 nè. Thunderstorm. Rồi, thunder là sấm sét ha. Storm là bão và chủ ngữ nè. Thunderstorm là những cơn bão mà kèm theo sấm sét được tạo ra. Khi nào? Thì câu 1 các bạn có cái chữ quan trọng là chữ when nha. Được tạo khi nào? Rồi, khi nào? Bây giờ chúng ta sẽ scan in trong bài. Chúng ta sẽ xem nó được tạo ra khi nào. Thunderstorm, những cơn bão sấm sét nè, được tạo ra trong một cái cold front, là front lạnh ha, là một cái front lạnh. Đây là chữ xuất phát từ tiếng Pháp ha, nghĩa là front lạnh. Thì các bạn thấy rất là rõ ràng rồi, họ có chỗ này rõ ràng cho chúng ta luôn, và dưới đây này có chữ during sẵn cho chúng ta luôn ha. Quá tuyệt vời. Khi chúng ta trả lời câu này. Rồi. During a cold run. Ở đây thì viết hoa, nhưng các bạn đi thi các bạn đừng có viết hoa ở đây nha. Ở đây là giúp các bạn theo dõi cho dễ. Rồi bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Rồi. How long là bao lâu cái cơn bão này kéo dài? Bao lâu và những cái cơn bão này kéo dài? Rồi các bạn thấy đây là how long nè. Bao lâu ha? Cơn bão này kéo dài, last kéo dài. Rồi chúng ta đọc, chúng ta scan in. Chúng nè, chúng là những cơn bão nhanh, thông thường kéo dài 1 giờ hoặc ít hơn. Rồi đọc cái có luôn các bạn. Đọc cái có luôn rồi, đáp án rồi. Rồi, này dễ ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu này. Chúng thường kéo dài. Days usually last ha. Last nha các bạn không được trả lời lasting ở đây. Days usually last an hour or less. Phải có chữ or less. Ta có sẵn cho các bạn or less phía sau rồi. Rồi. Chỗ này quan trọng ha, các bạn dùng chữ last nha. Bởi vì đây nè, đây last ha. Đây last. Bạn nào bê nguyên cái khúc này vô là sai nha. Bây giờ chúng ta qua phần 3 la mã nè. Phần 3 họ yêu cầu chúng ta làm cái gì? Chúng ta qua câu số 3. Viết câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu trả lời đầy đủ nha. Ở đây á thì hoàn thành đoạn văn này mà chúng ta không được viết nhiều hơn 3 chữ ha. Để chúng ta quên đọc cái này quan trọng nha. Viết không nhiều hơn 3 từ. Rồi, bây giờ chúng ta viết đầy đủ luôn. Thunder được tạo ra bởi cái gì? Rồi, các bạn thấy không? Thunder được tạo ra bởi cái gì? Rồi, thunder được tạo ra bởi cái gì thì người ta cho chúng ta là cái gì ha. Chúng ta sẽ tìm.
Nhưng để biết đầy đủ thì chúng ta sẽ viết thế này, thunder là số x ha, thì chúng ta dùng từ x. X rồi được tạo ra, chúng ta dùng là is produced, chúng ta giữ nguyên is produced rồi giữ bài rồi viết vậy ha, là đúng đầy đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái chi tiết chúng ta sẽ bỏ cho thôi. Rồi chúng ta scan lên nha. Ánh sáng thường được xem như là cái phần ngoạn mục nhất của cơn bão. Nó là một cái sự thải điện giữa những đám mây hoặc giữa đám mây và đất nè. Chúng ta biết rằng khi có ánh sáng nè, cũng có thì sẽ có thunder. Rồi thunder. Thật vậy nó là ánh sáng cái mà tạo ra cái thunder. Rồi. More specifically là cụ thể hơn. Sự sản xuất nè, có là sự tạo ra thunder liên quan tới heating, sức nóng và sức lạnh trong không khí nhanh hơn. Rồi. Vậy là chúng ta đã làm được câu này rồi ha, nhưng mà nó sẽ không có rất là không có rõ ràng, không dễ dàng như câu số 1, số 2 mà nó sẽ khó hơn. Rồi cái việc mà tạo ra thunder nè liên quan tới sức nóng và cái lạnh, không khí nóng và không khí lạnh gặp nhau nhanh hơn. Rồi chúng ta có từ bay này nè. Tiện thẳng cộng đọc cộng động từ thêm in thì chúng ta sử dụng cái chỗ này là heating and cooling air quickly. Rồi heating. And cooling air quickly. Rồi. Đây là đáp án ha của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể dựa vào câu này nè. Chính ánh sáng cái mà tạo ra thunder là tia sét ha. Thì các bạn có thể trả lời như đây là it is produced by lightning, ánh sáng. Lightning. Rồi. Vậy là các bạn có hai cách trả lời. Cách nào cũng đúng ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4. Cái gì xảy ra sau khi mà ánh sáng biến mất? Rồi, cái gì xảy ra sau khi ánh sáng biến mất? Chúng ta cái gì xảy ra nha, sau khi ánh sáng biến mất? Rồi, bây giờ các bạn sẽ scan in trong bài, các bạn sẽ xem là cái gì xảy ra sau khi ánh sáng biến mất. Sau khi ánh sáng biến mất nè, cái không khí nè, cái không khí lạnh này sau khi ánh sáng biến mất thì cái không khí lạnh và co lại, cái không khí nó co lại từ mới ha. Cái quy trình của sự nở nè, giãn ra và co lại nè tạo ra cái sóng âm thanh, cái mà chúng ta nghe như là tia chớp. Rồi trở lại câu này, cái gì xảy ra sau khi ánh sáng biến mất? Sau khi ánh sáng biến mất có cái này ha. Rồi thì chúng ta trả lời dễ dàng rồi, gì e cool là không khí lạnh nha, và co lại
Rồi, nếu như các bạn trả lời như thế này thì các bạn sẽ không được điểm cao. Bởi vì người ta kêu chúng ta là write chữ full sentence. Ha. Rồi, trả lời đầy đủ câu, chúng ta phải dùng cho cái câu trên ha. Sau khi ánh sáng biến mất, chúng ta dùng lại câu ý của họ nè. Lighting disappear. Phải không khí trở nên lạnh và teo lại. Rồi, vậy là chúng ta đã xong câu số 4. Sau khi ánh sáng biến mất, không khí lạnh này và co lại là câu rồi đầy đủ ha. Rồi, thế là chúng ta đã xong cái phần 5, phần điền trả lời câu hỏi ghi không quá 3 từ và phần trả lời câu hỏi đầy đủ ở dưới đây. Hy vọng các bạn có thêm một kiến thức mới khi mà xem video này và mong muốn các bạn ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phần tiếp theo của đề thi. Chúng ta sẽ làm phần viết câu không đổi nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.